Đồng Hồ hả? Hoa ơi, Đồng Hồ, em ơi. Đồng Hồ. Đâu anh? Đừng có nhà mấy. Quả lại đi, quả lại. Đừng có nhà, đừng có nhà. Tao quả đi. Ông ơi, thôi. Quả căng quá, quả vừa thôi. Đã bảo để nó chiều một tí. Chiều cái gì, hẳn ra hẳn cuốn gốc mới đứt ở ngoài, chứ phải đứt trong đâu. Nhưng không giữ được. Nhưng mà anh để cái phát đâu hẳn chảy khá quá. Đừng có xả em ơi, đừng xả máy. Phải xả một tí. Đừng xả. Đừng xả máy, đừng xả máy. Trời. Đã bảo đừng có xả lại còn. Anh đi mà đánh. Chịp. Thôi, đằng nào anh ấy cũng mới ổn 6 vài ngày thôi. Bây giờ mà nói bỏ về thì tiếc. Chí lắm. Nhưng mà mày cục tính. Cục đó là lúc đó cục thôi, còn bình thường nguồn tươi mà. Biết là tươi nhưng mà thi thoảng này, anh em bao hôm thế rồi thì cục tính động ai cục tính. Nặng ấy, anh nói thức đêm thức hôm bao nhiêu ngày xong rồi nặng cả trưa. Người cấu, người cấu. Anh em đã bảo đánh một tem rồi, động ai cục tính, động ai cục tính. Thôi giờ mày tiếp. Cười chứ chẳng lẽ. Để chứ, chứ em giật là anh Dòng nhá. Ok. Em giật được là em đưa anh Dòng. Thế em giật anh Dòng thì anh giật. Anh Dòng. Ok. Thôi đi ăn ạ. Đi ăn đói lắm rồi. Anh em lại ra đổ mồi các bác ạ. Lại tiếp tục bôi vào. Lót thật xà dù cả vào cho nhanh. Nhưng mà cái này cả cấu mà mục đích mà để cho cả tự nhiên ăn cái này là không ổn đâu nhá. Dù cả nhánh thôi. Còn cuốn ổ vẫn phải là cái này này. Hy vọng là chiều và đêm nay sẽ vào việc. Chèo đi đâu đây? Lót xuống nè. Rồi. Đó, chưa phá luôn. Đấy, chuẩn đấy. Như vợ như quân lắm luôn. Tình hình là ở cái điểm đánh của anh em mình đây thì có một cái gốc ngoài kia, ngoài cái bồn đó thì gốc này rất là cao. Bây giờ anh em mình phải xử lý cái gốc này thì mới kháng tiếp được. Chứ còn cái tình trạng mà đóng cả xong còn chạy qua cái gốc này là không ép lại được. Mới mượn được plastic với cáp đây thôi. Bây giờ xuống luôn. Đây này. Mang cáp xuống đi kéo cái gốc cây lên nhá. Anh Hò, em đừng đến chung ga nha Hò phải. Chung ga? Chung ga có ngói. Đấy. Có sữa. Hả? Ngói thật à? Ngói. Ủa ngói thật đấy. Đừng đến chung ga nha Hò luôn ơi. Đây là cả ngôi làng mà. Ủa ngói thật. Đấy lật thêm nữa, để em lật thêm nữa, không tin nữa. Đây này, đây anh cũng dấm trên nó này. Ui nhiều dã luôn. Đây như là cái cả chuồng ấy. Chuồng gà ấy. Chuồng gà hay nóc nhà gì đó. Đây, để anh đá lên viên. Trời thật. Một ngô là một. Chơi đến cái cờ này gọi là hết nước hết cải luôn các bác. Phải nhổ gốc luôn phải đánh. Đấy xuống.
Vừa đuối. Vài thật. Trời ơi, rung cả mình luôn. Mắc vòng trên chắn rồi mà hẳn bo lên luôn đấy. Anh tìm máy lửa. Anh cầm vào nó luôn hả? Đi rừng này các bác nhé. Đấy, đánh tự nhiên các bác này. Đi rừng này, hết sức nguy hiểm này. Đấy, nhìn con dép này. Máy này như không ai nằm nhá. Anh cầm vào tay nó luôn. Con ní nướng thơm lắm, y như kiểu gì nướng á. Nướng thì hẳn lại bóc được cái lớp vỏ đấy này. Có vẻ là ổn hơn là rán á. Thịt không à. Anh ăn thử không? Không. Làm nửa con. Không, anh không ăn đâu. Cho anh ăn. Khả năng mấy mẹ đen á. Anh em mình làm một mâm xin các cụ đi, chứ toàn bong mới đứt mới nổ đấy thôi. Em chưa đánh trần nó đến như trần này. Cứ trần này là trần chạm nhiều nhất từ đợt em đánh chưa á. Mà cứ chạm là đứt là bong. Thôi anh em mình làm một mâm lễ xin các cụ nhé. Đi. Em vừa vào dân xin được con lợn. Họ bảo là họ quý anh Hào lắm nên tặng họ là cả con lợn. đi. Nhưng mà con này hối lắm. Tắm để tắm đi. Đi cho nó. Đi. No rồi, nó vừa ăn no rồi. Đi về tắm nhé thằng đích. Đi. Có mà nổ đang hoang đâu ngồi xin. Gãy này, không biết tắm nhé. Không mà dẫy ấy. Là em với anh cũng tắm. Tắm cái sách xe hẳn đấy. Ấy con này nó còn có tóc chứ anh không có tóc để gội đầu rồi. Đấy, này nó có tóc ấy. Tóc dài tóc mình. Đúng không? Sạch thơm phức luôn tối nay của anh nhá. Thơm giống mít. Thơm phức à. Em với anh bơi thì bơi với hẳn đâu. Không thì bơi. Đi. Quá giỏi. Anh hào đây. Hai anh em ngươi nửa con. Không ăn đủ rồi. Ăn không hết đâu. Ăn không hết đâu. Một lần rừng ngon nhỉ. Anh xin. Quế già nó giòn chưa này. Chất lượng phết đấy nhá. Đây là đủ chất thôi à. Ăn xong lên nó đủ chất, nó đủ sức để kéo cá ra. Đừng có đồ là tài không có sức để kéo không nổi à. Các bạn nhìn ra. Đúng. Đây, mời các bác. Quá là chất lượng. Mềm lắm. Hai em cứ cái quay là mấy cảnh ẩm thực không? Không phải duyên. Chất lượng quá.
ngọt ha. Rất là đường ngọt khác. Con thịt còn mềm, cảm rất là sướng mồm, đúng không? Ngọt ơi, thằng Nguyên Anh em nhiều lần đi, không quá, ngoài em không có, lên đây mới có. Mà cho mấy bột canh muối rừng này ngon hả? Ừ. Nó thơm. Ui dồi kìa. Ghê luôn. Ui, nó xuống, thở xuống, xuống mất tích luôn. Xa chẳng. Xuống mất tích luôn. Gây ghê, thôi xong cái ghê của tao. Trời đất. Xong mẹ xuống cụt. Ông quay đoạn thấy đây rồi. Mà cái sợi này cực nhỏ luôn. Sợi cực nhỏ, các bác em cho các bác xem sợi 6 chấm nó nhỏ tí. Này các bác này. Đây sợi 6 chấm này. Đấy, quận em đang cầm trên tay là quận 6 chấm này, em quay cam sau cho các bác nhìn cho nó rõ hơn này. Solo với cả ma đảnh Linh 18 đứt. Đấy. Mà dù không đứt thì Linh 18 toang, nhưng mà cái này không toang luôn. Dù không ảnh hưởng gì. Mà em đánh có sai số 5 thôi. Đây là quận số 6, cầm vào cho anh chủ hồ thôi. Đấy, em đang đánh sai số 5 thôi. Nhỏ hơn sai số 6 này nhiều. Đấy. Uy tín luôn. Làm con 4x gom rượu. Ui dồi, em fake. Không có con fake, quần này chưa có con fake đâu. Fake đâu mà nhánh ha. Ấy anh lúc nào chung Quang Trung, anh lúc nào chả có hậu, bố anh tiền hậu này. Anh quên đi, sai. Mất tích à? Mất tích. Hắn đúng cái đến cái giờ này nhá. Đúng đến cái giờ này luôn. Lo cái nói chuyện. Hôm qua đúng cái giờ này live stream là nó xuống bây giờ. Nó xuống mất tích à? Mất tích luôn. Kìa, đâu 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 mày không nè, đóng rồi kìa, đâu 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 mày không nè, đóng rồi kìa 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 kìa, hàng rồi đá bảo nó thở rồi, bên đây không ngủ trên chạy đánh người hoa là cá là không chạy, đánh người hoa là cá là không chạy, đánh người hoa là cá không có chạy. Đừng nhả hoa, đừng nhả em ơi. Thả thôi, sai này thả thôi. Lùa về rồi đó. Ui, đúng rồi, sói chính xác quá hẳn. Ai đến? Lại tỏ xá mà còn. Thằng nữa,
kéo đi khỏa máy ra anh, đừng cho anh chạy nữa. Này, thắt xuống anh. Ví dụ như này. Chọc bên phải anh, căng tay lên. Rồi. Đấy. Lên, để lên đi. Ôi, thành công rồi. Ôi, em ơi, thành công. Ôi, ôi, để đây. Được chưa? Ôi. Anh quật như thế mà, dám. Anh để rồi cho em. Anh cũng quay luôn. Anh để ở đó, anh để ở đó cho em. Quay luôn. Anh cứ để đó. Ok chưa? Anh bê lên nhá. Ờ. Cho thẳng cái lươn ra tịnh này. Anh bật phát lên. Chưa. Đây. Mạnh tạo góc khác đi em, đừng ngồi một chỗ đấy. Đây rồi hả? Đây rồi Hoa ơi. Hàng rồi. Hoa ơi. Hoa ơi. Anh không giữ nó đâu Hoa ơi. Hoa ơi. Hoa ơi. Anh không giữ nó đâu Hoa ơi. Đây đây đây. 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 Ui. Đây anh lấy máy quay. Hàng rồi. Ăn cái chứ khỏe. Hàng rồi. Đổ bao rồi. Bỏ lên đi em, bỏ lên đi. Người của em. Bỏ lên, bỏ mạnh vào, khéo nó vào cọc. Nhanh lên. Ô. Nhưng mà phải đóng máy vào. Đóng cái khoang máy vào. Kể đi. Đóng cái khoang máy vào đây. Quay nhanh lên. Tôi tành em ấy. Có đi khủng lắm. Không lên cũng mất mà. Không lên cũng mất. Rồi hàng rồi. Vật vật máu. Vật máu. Vật ở tim nữa đây. Vật đây. Vật vật tận đen đây mà. Thu cán á, chú bỏ cái điện thoại đi. Cần vào bên này là dây hoa rồi. Và đuổi nó được cái. Anh ra đi. Anh tù đuổi đi. Rút vật ra, rút vật lại ra. Từ từ thôi. Bắt luôn đi. Ôi vào biển rồi. Ôi. Em ơi, nó vào biển nữa rồi. Ôi em ơi. Ôi bỏ hết rồi. Trời em ơi. Và muốn đấy rồi. Ôi ôi, bao nhiêu ngày đêm chờ đợi. Cái con to nó hoa rồi. Thành công rồi. Dưng dưng hẳn lấy đâu ấy. Cái mồm của nó. Cái mồm mà ơi. Ôi trời. Khủng lắm, khủng đích. Chà.
Có Khe La mới làm nên lịch sử. Bảo cả Khe La các bác nhá. Sau bao nhiêu trận đánh hụt đi, đây là con khủng nhất ở Khe La mà mình bắt được. Đi luôn, đi luôn đi.